Xin chào anh em, trên tay mình đang là Nokia 7.2 và trong clip này mình sẽ mở hộp ra và trên tay cho anh em xem là nó có cái gì hay. Và thực ra thì lúc nãy mình đã mở hộp ra thử rồi vì mình quá nôn nóng và mình khẳng định với em rằng đây chính là iPhone của thế giới Android. Như anh em có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái chiếc hộp bên ngoài với cái chiếc máy như thế này và nó có cái hình nền bên trong chính là cái bắt tay giữa hai bên, một cái truyền thống từ xưa giờ của Nokia mang ý nghĩa hình như là để kết nối mọi người lại với nhau đó, mà kết nối hai người nam vậy thì cũng hơi thúng thốn á. Ở đây thì chúng ta sẽ có những thông tin về máy như là màn hình 6.3 inch Full HD cộng hay là cái hệ thống quay video HDR, cũng như là cái điểm đặc biệt là sử dụng cái công nghệ quang học của Zeiss và hệ thống ba ống kính bên trong. Rồi cơ bản là vậy thôi. Mình sẽ mở máy ra. Đó, anh em có thể thấy chúng ta sẽ có Nokia 7.2 ở đây. Và cái siêu thì sẽ có cái dòng chữ chỉ vào cái nút đây, đó là nút gọi system để gọi lên bằng nút cứng luôn. Một cái truyền thống mà từ những cái chiếc máy thấp cấp cho đến những chiếc máy cao cấp của họ thì đều trang bị cái này. Và mình cực kỳ đánh giá cao cái việc này luôn. Mình sẽ nói sơ sơ một chút xíu về những cái thứ khác. Ở đây chúng ta sẽ có que chọc SIM, sạc hướng dẫn sử dụng nhanh. Trong cái hộp này chắc chắn sẽ là sạc và cáp và tai nghe. Chúng ta sẽ có cáp USB A to USB C, một cái cục sạc 5V 2A 10W. Rồi và đây chính là Nokia 7.2, màn hình thì bị dán siêu lại rồi. Nhưng mà mình sẽ không phải nói tới màn hình đâu, mà mình sẽ nói tới phần đặc biệt nhất ở chiếc Nokia 7.2 này, chính là cái mặt lưng của nó. Anh em có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái phần mặt lưng và theo mình á thì hoàn thiện cực kỳ xuất sắc luôn, cực kỳ tỉ mỉ, sắc sảo và chi tiết. Đó, và cái điểm đặc biệt chính là cái phần mặt lưng kính này nó cũng được làm hoàn thiện ở cái dạng phủ nhám giống như là cái mặt lưng của iPhone 11 Pro hoặc là Pro Max vậy. Và anh em thấy là cái phần mà tiếp giáp giữa phần mặt lưng với lại phần khung viền á nó cực kỳ mượt. Anh em có thể thấy là khi mà vuốt vào những cái phần mép thế này là cái cảm giác chuyển nó cực kỳ mượt luôn, và nó chuyển từ mặt kính phía sau ra cái phần khung viền nhôm ở xung quanh, nó rất là mượt. Và thậm chí là ở mặt trước cũng vậy, cái phần khung viền nhôm được chuyển lên cái màn hình phía trước đó, nó cũng cực kỳ mượt luôn, nó tạo nên một cái cảm giác cực kỳ chắc tay. Ở đây thì chúng ta sẽ có phím tăng giảm âm lượng, phím tắt mở màn hình, cũng như mình đã nói lúc đầu là một cái phím cứng để gọi Google Assistant lên, và cả một cái khe lấy SIM ở đây nữa. Rồi ở cạnh trên sẽ là một cái lỗ cắm 3.5, đó, một cái lỗ mic ở đây, và ở cạnh bên dưới sẽ là một cái lỗ USB-C. Anh em có thể thấy là cái vị trí của cái lỗ cắm 3.5 á, cái việc mà họ hoàn thiện, họ cắt CNC chỗ này cực kỳ sắc sảo, cực kỳ ấn tượng luôn. Đó, rất là đã. Ở mặt lưng á, thì anh em sẽ thấy là chúng ta sẽ có thêm dòng chữ Nokia đặt ở vị trí chính giữa máy này, giống như là cái logo táo của trên iPhone 11 Pro Max vậy. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái cảm biến vân tay và nó được làm hơi lõm một chút xíu. Rồi, ở trên đây thì chúng ta sẽ có một cái cụm camera hình tròn. Và bên trong thì cũng sẽ có khá là nhiều lỗ, bao gồm là một cái camera góc rộng bình thường 48 chấm, một cái camera góc siêu rộng 8 chấm và một cái cảm biến TOF để đo và xóa phông. Và cái cảm biến này Nokia cho biết là họ đã hợp tác với lại Zeiss để thiết kế cái phần quang học cũng như là áp dụng những cái công nghệ quang học vào trong cái hệ thống ống kính này. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái đèn flash và nó tạo thành nên một cái cụm camera tròn với 4 cái chấm ở bên trong. Cái cụm camera này thì nó sẽ hơi lồi lên một chút xíu, nó hơi nhô lên so với lại cái bề mặt còn lại của mặt lưng đó, và mình nghĩ là cũng phải dán một cái lớp da hoặc là một cái ốp lưng gì đó rất là dày để có thể là tạo được cái mặt phẳng để khi mà chúng ta đặt lên mặt bàn thì sẽ an toàn hơn và an tâm hơn nữa. Mình đã setup và mình vào được tới bên trong, và anh em có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái màn hình kích thước là 6.3 inch, cũng có một cái thiết kế giọt nước ở phía trên này để đặt một cái camera 20 chấm. Anh em có thể thấy là cái phần viền thì nó sẽ hơi dày một xíu ở phía trên, cũng như là ở phía dưới thì nó sẽ dày nhất trên toàn bộ chiếc máy này, và có logo Nokia ở dưới. Viền hai bên thì cũng tương đối dày so với lại tất cả những chiếc điện thoại tràn viền khác trên thường. Như vậy thì mình nghĩ là cái việc mà có cái viền như thế này nó vẫn thực dụng hơn, và nó sẽ thuận lợi hơn trong quá trình sử dụng rất là nhiều. Chúng ta đỡ phải bị cái tình trạng là vô tình chạm vào trong những cái màn hình bên trong mà chúng ta không mong muốn. Nokia cho biết là họ đã trang bị cái công nghệ Pure Display trên cái chiếc màn hình này, và theo mình thấy thì chất lượng hiển thị cũng khá là tốt. Chúng ta cũng có một cái màn hình khá là mịn, những cái chi tiết và là những cái màu sắc được thể hiện khá là tốt. Bên trong thì sẽ là một cái viên pin 3500 mAh. Với truyền thống của Nokia và bằng cái việc mà họ sử dụng cái giao diện Android cực kỳ thuần túy, thì mình nghĩ rằng là cái thời lượng pin của chiếc máy này sẽ rất là đáng mong đợi. Về giao diện camera thì anh có thấy là chúng ta sẽ có cái góc
chụp siêu rộng là 0.6x và một cái camera bình thường góc rộng tiêu chuẩn. Một cái điểm đặc biệt của cái chiếc máy này là bên cạnh cái việc là chụp HDR ghép 6 tấm lại với nhau thì họ còn có thêm một cái tính năng là chụp ảnh night mode, tức là chụp ảnh ban đêm. Với cái chế độ này thì chúng ta sẽ có cái tự chọn là khi mà gắn lên chiếc máy thì sẽ chụp 20 tấm và ghép lại với nhau để cho một cái bức ảnh tốt nhất. Còn khi mà cầm tay thì máy sẽ tự động ghép lại 10 tấm và cũng cho lại một cái bức ảnh chụp đêm ở trong những cái điều kiện thiếu sáng với chất lượng tốt đối với người dùng. Rồi cơ bản là vậy, bọn mình sẽ tiến hành thêm những cái bài test khác như là chụp đêm rồi đi chụp thử rồi speed test rồi benchmark để gửi đến em sau. Đó, và đó là những gì mà mình muốn cho em xem trong cái bài mở hộp chiếc Nokia 7.2 này. Còn bây giờ thì mình là Minh Đức, tinh tế.vn, hẹn gặp lại anh em ở những video tới.